Tiểu sử về cuộc đời Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Wikimedia cung cấp tài liệu, ông sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952 ở Petersburg. Cha ông là thủy thủ tàu ngầm, mẹ ông là công nhân. Ông Putin nói thành thạo hai ngoại ngữ, tiếng Đức và tiếng Anh. Ông có hai con gái là Maria, sinh năm 1985, và Katerina, sinh năm 1986. Ông đã ly dị vợ. Tổng thống Putin là một người đam mê thể thao, ngày nào cũng rèn luyện thể chất, dù thời tiết xấu hay dù bận việc. Ông rất giỏi võ, nhất là môn judo và karate. Ông còn bơi lội rất giỏi, tự lái được nhiều loại máy bay, chạy xe đua công thức 1, và thậm chí ông còn biết cưỡi ngựa. Ông Putin từng nói, ông không hề có tài khoản nào trên mạng xã hội, mặc dù ông biết có hàng ngàn tài khoản đang sử dụng tên ông. Ông chia sẻ, tôi không có liên quan gì tới các tài khoản đó. Tôi nói để các cháu và những người dùng khác được biết. Tôi không viết bất cứ thứ gì trên mạng xã hội dưới cái tên tôi cả. Tôi hy vọng họ không nói điều gì tồi tệ. Tuy nhiên, đó không phải tôi. Khi được hỏi về quan điểm cuộc sống, Tổng thống Putin trả lời, đầu tiên chính là bản chất cuộc sống. Đó là giá trị lớn nhất. Sau đó là tình yêu và tự do. Rất nhiều người ngưỡng mộ khả năng làm việc phi thường của Tổng thống Putin. Một ngày làm việc của ông tại Điện Kremlin thường kéo dài qua đêm và kết thúc vào rạng sáng hôm sau, mặc cho lịch di chuyển dày đặc. Ông vẫn có đủ thời gian để bảo đảm sức khỏe của mình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin là một người sinh hoạt tuân thủ theo đúng lịch trình mà ông đã đề ra. Kể cả khi ngày làm việc của ông kéo dài sang sáng hôm sau, ông cũng vẫn đi bơi và luyện tập trong phòng gym. Con đường trở thành Tổng thống. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Leningrad, Putin bắt đầu sự nghiệp tại Cơ quan An ninh Quốc gia KGB với tư cách là sĩ quan tình báo vào năm 1975. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, ông rời KGB và trở về Leningrad với tư cách là người ủng hộ cho chính trị gia đảng tự do Anatoly Sobchak. Tháng 3 năm 1997, làm phó tránh văn phòng Tổng thống. Tháng 7 năm 1998, làm giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang. Tháng 8 năm 1999, lên làm thủ tướng mới, đồng thời là phó chủ tịch thứ nhất của chính chủ Nga và quyền lãnh đạo nội các. Đến tháng 12 năm 1999, ông kế nhiệm Tổng thống Yeltsin. Ngày 26 tháng 3 năm 2000, bầu cử sớm tại Nga, ông Putin giành được 52,94% số phiếu trong vòng đầu tiên. Đến ngày 7 tháng 5 năm 2000, ông Putin chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga. Đến ngày 14 tháng 3 năm 2004, ông Putin tái cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai với 71,31% phiếu bầu vòng đầu tiên. Ngày 7 tháng 5 năm 2004, ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lần thứ hai. Từ năm 2008 tới 2012, ông giữ chức Thủ tướng. Tới tháng 3 năm 2012, ông đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống. Và tháng 5 năm 2012, ông lại tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga lần thứ ba. Và cho đến nay 2021, ông vẫn đang làm Tổng thống. Ông trên cương vị lãnh đạo nước Nga được 18 năm, với nhiều đóng góp to lớn, làm cho nước Nga đoàn kết và giàu mạnh như hiện nay. Theo tạp chí Forbes, vào các năm 2013, 2014, 2015 và 2016, ông luôn đứng đầu danh sách những người quyền lực nhất thế giới. Điểm qua một số thành tựu nổi bật của ông Putin. 1. Giúp nước Nga đoàn kết lại, không bi tan rã do nhiều thế lực bên trong lẫn bên ngoài. 2. Kết thúc chiến tranh ở Chechnya. 3. Củng cố vai trò của nước Nga trên trường quốc tế. 4. Củng cố quân đội và các khu liên hợp quân đội, công nghệ. 5. Tổ chức thành công giải Olympic mùa đông ở Sochi năm 2014. 6. Tạo lập quỹ bình ổn và quỹ trợ cấp quốc gia. 7. Tạo lập ngân sách hướng xã hội. 8. Trả sớm được các khoản nợ của quốc gia. 9. Sáp nhập đảo Serum vào nước Nga. Và còn rất nhiều thành tựu khác. Nắm quyền lãnh đạo đất nước trong thời kỳ khó khăn, Tổng thống Putin không chỉ giữ cho nước Nga luôn đoàn kết mà còn trở thành siêu cường với nền kinh tế, công nghiệp phát triển và một quân đội hùng mạnh. Ông đã chứng tỏ cho toàn thế giới thấy rằng nước Nga là một nước hùng mạnh, cả về kinh tế và quân đội.
năm 2014, Olympic Sochi đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Nga. Cùng năm, việc sáp nhập bán đảo Crimea đã làm trào dâng làn sóng yêu nước và tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Putin tăng tới gần 90%, theo thăm dò của Trung tâm Levada. Mọi người nhớ đăng ký kênh để xem được những video mới nhất. Xin cảm ơn.